Chào bạn, mình là Nguyễn Công Trình. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vật liệu vi sinh, cụ thể là chúng ta sẽ tìm hiểu về cây ghép da. Các bạn có thể liên hệ với mình qua địa chỉ này hoặc là số điện thoại 0834 030928. Chúng ta đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cấu trúc và chức năng của da. Phòng này thì mình sẽ xin nước CoA bởi vì nó không liên quan nhiều đến cái vấn đề mà chúng ta tìm hiểu. Đầu tiên, da thì gồm có lớp biểu bì, lớp bì và lớp lớp dưới bì. Cụ thể như chúng ta thấy trong hình này, nó gồm có các vi thể này, các nút thần kinh tự do này, rồi các tiểu cơ Villi này, các tĩnh mạch này, động mạch này. Da là nó thuộc biểu mô cấu trúc chuyên biệt, nó bao bọc và ngăn cách cái bề mặt của cơ thể với cái môi trường tự nhiên bên bên ngoài. Đấy. Về mặt mô học thì da gồm có hai nguồn gốc phát sinh, đó là ngoại phôi bì gồm các tế bào biểu mô nhiều tầng thuộc lớp biểu bì và các tế bào biểu mô thuộc phần phục của da. Trung tức là phôi bì bao gồm các tế bào và mô liên kết ở ở bì. Da gồm có hai lớp chính là lớp biểu bì, thượng bì mỏng chia làm 5 lớp từ trong ra 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 ngoài. Thì ở cái lớp biểu bì này chúng ta gồm có cái lớp như sau: lớp mầm, lớp sợi, lớp hạt, lớp bóng, lớp sừng. Các lớp đầy đủ chỉ có ở vùng da dày như gan bàn chân và gan bàn tay. Ở da mỏng thì gồm có lớp hạt, lớp bóng thường kém phát triển và lớp sừng thì nó khá mỏng. Sự dày mỏng của da do tác động khác nhau của môi trường và từng từng vùng. Các tế bào biểu bì bao gồm chủ yếu là các tế bào sừng, tế bào sắc tố, tế bào lên hen và tế bào xúc tác, các tế bào gốc dòng dòng tế bào sừng. Đấy. Trong biểu mô không có các mạch máu và mạch bạch huyết điển hình. Biểu bì được nuôi dưỡng nhờ cái cơ chế khuếch tán các chất từ mô liên kết qua màng đáy đi đi vào. Biểu bì được nuôi dưỡng nhờ cơ chế khuếch tán các chất từ mô liên kết qua màng đáy đi vào. Các tế bào biểu mô nằm gần nhau hay sát nhau luôn liên kết với nhau và nó bám dính chặt chẽ qua mặt màng cơ bản. Nhờ vai trò chủ yếu của các cấu trúc ngoại bào phong phú, các chỗ nối hở, thể bán liên kết, tiếp xúc điểm. Đấy. Thì sự bám dính của các tế bào có vai trò quan trọng trong quá trình tạo phôi, quá trình biệt hóa các mô trưởng thành cũng như là cơ chế làm lành vết vết thương. Màng cơ bản của cấu trúc mô liên kết bao gồm các chất như là chất kháng nguyên, chất laminin, collagen, trung bì tức là chân chân bì đó. Thì đây là cái mô liên kết vững chắc bao gồm các chất nền, các tế bào liên kết, sợi đàn hồi, nang lông, mạch máu. Trung bì phân làm hai lớp, đó là lớp nhú và lớp lớp lưới. Tế bào chủ yếu là nguyên nguyên bào sợi sản xuất protein cấu trúc nền ngoại bào gồm collagen, elastin và các chất nền, trong đó collagen là thành phần chính. Cấu trúc phụ của da ví dụ như là lông tóc này, móng này, các tuyến của da này bao gồm là tuyến bã này. Đấy. Rồi là tuyến mồ hôi này, tuyến quanh hậu môn này. Chức năng thì da có những cái chức năng chính chúng ta thấy, đó là chức năng điều chỉnh nhiệt độ này, chức năng bảo vệ này. Da chứa 1.000 dây thần kinh trên một inch vuông và nó cho phép cơ thể cảm nhận cái thế giới xung quanh. Điều này quan trọng chủ yếu trong trường hợp là đau mà nó nói với não rằng là cơ thể đang bị hư hỏng này và nên ngưng làm một cái điều gì đó này. Vấn đề tiếp theo đó là bài tiết.
Mồ hôi cũng là cách bài tiết các chất hữu cơ và muối. Tuyến mồ hôi là tuyến lớn nhất của cơ thể và được tìm thấy trong hầu hết tất cả các da, mức độ cao nhất là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và trán, chủ yếu là bài tiết nước và muối. Miễn dịch ngoài việc cung cấp một cái rào cản vật lý cho cơ quan nước ngoài, cho cơ quan ngoài, thì các lớp biểu bì có chứa cái tế bào gọi là lanh hen, nó đang hoạt động trong cái phản ứng miễn dịch, và sau khi nó lây nhiễm của một diện tích da thì tế bào lanh hen này gần như là nắm bắt và thu hút được cái quá trình kháng nguyên. Chức năng cuối cùng của nó là vitamin tổng hợp, là các tế bào biểu bì có thể hấp thụ bức xạ UV qua melanin và bắt đầu sản xuất vitamin D. Ngoài ra da còn tham gia vào quá trình tái tạo và quá trình làm lành vết thương. Quá trình làm lành vết thương của da có sự tham gia của các thành phần làm lành qua 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn viêm, thì nó sẽ tạo cục tiểu cầu ribin làm đông máu để giữ máu, làm tăng khả năng thấm của mạch. Bước tiếp theo là nó sẽ hoạt hóa quá trình viêm và luôn phóng thích các thông tin hóa học cho các tế bào sừng, tế bào nội mô, creatinine và thụ thể CXC. Nó sẽ tăng tế bào luôn liên quan chặt chẽ đến ba quá trình hình thành mạch, tăng sinh nguyên bào sợi, tăng sinh tế bào biểu mô hình thành mạch. Cuối cùng, cái bước tiếp theo là hình thành mạch, thì quần thể đại thực bào sẽ tiết ra các yếu tố tạo mạch, yếu tố hấp dẫn hóa học, yếu tố tế bào nội mô tăng sinh và liên kết với các mao mạch mới ngay trên cái tại cái bề mặt vết thương, tăng sinh nguyên bào sợi, tăng sinh tế bào biểu mô. Nó sẽ hình thành các mô liên kết. Sau khi hình thành các mô liên kết, nó sẽ co cái vết thương lại. Và bước thứ năm là tổ chức lại các vết thương, được gọi là trưởng thành. Đấy. Trưởng thành sẹo là kết quả của việc tăng sinh tế bào và tăng sự liên kết, trong đó chủ yếu là collagen nace, nó phân hủy các tế bào collagen thừa đấy. Nguyên nhân của việc gây tổn thương da, có rất nhiều nguyên nhân gây tổn thương da, như chúng ta đã biết là ví dụ như là bỏng là một này. Đấy. Bỏng thì nó gây ra những cái tổn thương rất xấu xí và rất khó sửa chữa, và do đó là nếu mà chữa trị thì rất là khá tốn kém. Điều trị ghép da được chỉ định trong trường hợp là bỏng nặng. Bỏng nặng là trường hợp là 4 đến 5 độ, diện tích tổn thương rộng, vết bỏng sâu có thể chiếm đến 40 đến 50% diện tích, hoặc là toàn bộ lớp mầm mầm da bị hủy hoại và nên không có thể có cái tế bào da thay thế. Hoại tử, fascitic, thường gọi là vi khuẩn ăn thịt đấy. Hoại tử fascitic là bệnh nhiễm khuẩn của các mô liên kết nằm ở bên dưới, hoặc là fascia. Nó có thể được gây ra bởi stress, đây cái chất gì khó đọc, một loạt chất khó đọc. Những vi khuẩn này sẽ thâm nhập các vết thương và nó có thể xảy ra do động vật cắn hoặc là do bơi lội trong nước không không sạch. Nó xảy ra có thể do bệnh loét loét nữa. Yếu tố tiếp theo là sida ti lim. Đây là một cái tình trạng mà hai hay nhiều ngón tay nó sẽ dính liền nhau. Đây là một dị tật bẩm sinh thường phổ biến. Khi hình thành bào thai thì bàn tay sẽ có màng giữa các ngón tay, nhờ vào
cái quá trình apoptosis và màng sau đó sẽ biến mất và hình thành các ngón. Tuy nhiên nếu mà điều này không xảy ra thì nó có thể dễ dàng chỉnh sửa sau khi mà chúng ta sinh. Sau khi sinh, các ngón tay sẽ được tách và ghép da nhỏ, và việc chúng ta sẽ ghép da nhỏ đưa vào bên trong các ngón tay. Nếu mà có nhiều hai ngón tay liền nhau thì tốt nhất là để làm cái hoạt động đó là chúng ta sẽ hoạt động từng bước. Nếu thực hiện cùng một lúc giữa các ngón sẽ yêu cầu ghép da xung quanh là khá nhiều. Và điều này thì không tốt và ít thành công. U hạt, ingui, thay da đầu này, bệnh sụn da này, tái lập mũi và tai này. Thì đôi tai thường bị hư hỏng do chấn thương hoặc là do bỏng, và chúng là một trong những cái bộ phận dễ tổn thương do đóng băng nhất. Nó có thể được sinh ra do thiếu hoặc là bẩm sinh trong tất cả trường hợp. Để xây dựng lại tai, thậm chí là để tạo lại từ từ đầu, thì tai có thể được tái cấu trúc ghép từ một cái mô nhỏ từ mông là khá dễ dàng. Nếu toàn bộ tai bị mất tích thì ghép dày sẽ được đặt lên trên khu vực sau một cái vết mổ sẽ được thực hiện, và sẽ được tách tai từ đầu, và sau đó các nếp gấp ở vành tai sẽ được tự do để phẫu thuật và xây dựng dựa trên các mô có sẵn. Hình xăm nữa này, thì phẫu thuật laser và mặt nạ có tính axit khác nhau thì được lựa chọn để xóa bỏ các hình xăm. Và các hình xăm nhỏ chỉ đơn giản là cắt khâu lên thôi. Ghép mắt, những bệnh nhân mà bị mất một mắt thì thường lựa chọn là để có một cái mắt già. Đấy. Trước khi mà điều này có thể xảy ra thì bệnh nhân sẽ thường nhận ghép da mỏng ở mặt trong của mắt. Điều này đảm bảo mắt giả sẽ được tiếp xúc với da cứng, rắn và mô võng mạc sẽ không bị nhạy cảm. Ghép da thì cái nguyên tắc ghép da như thế nào? Đây là cái nội dung rất là trọng tâm. Điều trị ghép da lại được chỉ định trong trường hợp bỏng nặng. Như chúng ta vừa nói, ghép da là một cái phẫu thuật thông thường lấy da từ cái vùng da chưa bị bỏng, hoặc là những cái vật liệu thay thế để ghép vào cái vùng da bị khuyết nhằm tạo điều kiện cho sự lành vết thương bỏng sâu, ngăn ngừa tái nhiễm vết bỏng, ngăn ngừa mất nước do bốc hơi. Phương pháp thì gồm có ghép da tự thân, tức là da do chính bệnh nhân nơi cho và nhận mảnh ghép trên cùng một cơ thể. Mảnh ghép có thể chuyển từ vị trí này sang vùng vị trí khác, mục đích là che phủ cái nơi nhận. Vật liệu sinh học thay thế da tạm thời có thể là ghép da đồng loài, tức là mảnh da được lấy từ người này sang cho người khác. Do khác nhau giữa kháng nguyên phù hợp tổ chức nên các mảnh ghép bị loại ra nơi nhận sau một thời gian. Do khác nhau về kháng nguyên ấy, phù hợp cái tổ chức nên là mảnh ghép sẽ bị loại khỏi nơi nhận sau sau một thời gian. Trường hợp người sinh đôi cùng trứng và cấy chuyển cho nhau thì mảnh ghép vẫn có thể tồn tại vĩnh viễn. Da đồng loài là một cái vật liệu thay thế da tạm thời lý tưởng nhất. Tác dụng là đóng kín vết thương và chuẩn bị nền ghép. Chỉ định là che phủ vết bỏng, sâu, diện rộng. Quy trình ghép da mảnh rời đồng loại là đầu tiên là người ta sẽ lấy mảnh da ghép bằng dao hoặc là bằng dao điện. Sau đó người ta dâm ngâm da trong nước muối đẳng trương có pha thuốc kháng sinh. Rồi bước tiếp theo người ta sẽ sử dụng công cụ chuyên biệt để cắt da thành từng mảnh theo cái kiểu ghép, ví dụ ghép tem thư đấy, ví dụ ghép giống như ghép tem thư đấy, cắt bỏ cái vùng hoại tử đi, làm sạch cái nền ghép tốt nhất là vùng tổn thương sau khi cắt bỏ hoại tử, bỏng sâu và cái lớp cơ nông hoặc là cái lớp cơ cơ lành sạch không xuất huyết, mô hạt đỏ bằng phẳng, ghép da. Kỹ thuật ghép không quá phức tạp nhưng đòi hỏi cái yêu cầu chuyên môn khắt khe. Trước tiên là bác sĩ sẽ lấy một lượng da nhỏ ở bệnh nhân,
căng rộng ra bằng cách là rạch một đường nhỏ, tạo thành một cái tấm lưới che phủ vết thương. Miếng da tự thân này có thể được tạo thành một cái miếng nhỏ che lên cái vết thương theo kiểu là ghép kem thương vậy. Da đồng loại tươi sẽ được bao phủ lên trên cùng như một chiếc áo bảo vệ vòng ngoài. Lượng da chỉ được phép lấy đủ mức cần thiết, da phải rất mỏng và đảm bảo an toàn cho việc tái tạo, tránh tổn thương cho cái vùng vùng bị lấy da. Phương pháp ghép da thứ hai là phương pháp ghép da dị loài. Đối với ghép da dị loài thì cái loài sinh vật khác mà không phải là con người, ví dụ như là da lợn, da ếch, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn thôi. Tác dụng của nó là che phủ vết thương nhờ vào cấu trúc hai lớp gần giống như da người vậy. Chỉ định là vùng bỏng nông, vùng bỏng trung bì nông, che phủ tạm thời trung bì sâu, bỏng sâu sau khi cắt hỏi thử. Ghép da bằng trung bì da lợn thì lợn được tắm xà phòng 2 lần một tuần. Trước khi mổ thì được sát trùng bằng iốt hữu cơ và nước muối sinh lý. Sau đó lợn sẽ được mổ lấy da trong điều kiện là vô trùng và chỉ lấy da ở lưng và ở nường thôi. Toàn bộ lớp da vùng hạ bì và vùng biểu bì sẽ bị loại bỏ và chỉ lấy cái lớp trung bì thôi. Các dạng bảo quản thì người ta bảo quản da lợn dưới dạng tươi, bảo quản lạnh, bảo quản trong dung dịch glycerin 96%. Cách dùng người ta sẽ lấy trung bì da lợn ra khỏi môi trường bảo quản, lạnh sâu, nâng nhiệt độ từ từ, glycerin sẽ rửa sạch bằng nước muối sinh lý, sau đó làm sạch nền vết thương và cầm máu. Ghép cái tấm trung bì da lợn lên trên cái nền ghép, xong cho cái tấm trung bì áp sát vào bề mặt của vết thương. Cái lớp màng trung bì này nhanh chóng bám vào bề mặt vết thương và ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn. Dùng gạt kháng sinh hoặc là gạt tẩm betadine sẽ đáp lên cái tấm trung bì. Một cách khác là sử dụng màng ối làm màng mỏng để phủ lên cái vết thương. Có thể lấy từ cái màng nhau thai, tác dụng là làm cái hàng rào sinh học để che phủ vết thương. Chỉ định là bỏng độ 2 và đóng bỏng độ 3. Quy trình là từ những cái màng ối của sản phụ mổ sau khi sản phụ mà mổ khỏe mạnh ấy, không nhiễm bệnh thì sẽ được thu rửa và tiến hành xử lý cái biện pháp bóc tách đặc biệt, loại bỏ hoàn toàn cái tế bào biểu mô. Lúc này còn lại là cái lớp màng ối trong suốt truyền ánh sáng, có thể dễ dàng quan sát trên kính hiển vi. Tế bào sẽ được lấy ở da giác mạc với một diện tích là 1 đến 2 cm từ chính cơ thể của bệnh nhân. Sau đó chúng được cấy vào và cho phát triển trên màng ối đã được xử lý có diện tích là từ 50 đến 100 lần. Sau 21 ngày thì những tế bào này sẽ được tiến hành ghép trở lại cơ thể bệnh nhân ở những cái nơi tổn thương. Việc thử nghiệm lâm sàng trên nhiều bệnh nhân sẽ cho được cái kết quả, đã cho được cái kết quả là khá là tốt. Phương pháp thứ tư là màng bio runner. Cái màng này, đối với màng này thì lớp dưới là ni lông được tráng một cái lớp silicone mỏng, có tác dụng là tạo cái hàng rào che phủ vết thương. Vật liệu này thường dùng để điều trị cái vết bỏng nông sạch, vùng bỏng trung bì sâu. Transiter, đây là cái vật liệu cấy nguyên bào. Người ta sẽ lấy nguyên bào sợi từ bao quy đầu của trẻ sơ sinh và cấy lên Birener, tác dụng là làm cái hàng rào che phủ vết thương. Protein căn bản ngoại bào gồm có các chất VGF, IGF. Vật liệu sinh học có tính thay thế da vĩnh viễn đó là Demagraph. Đây là cái vật liệu mà nguyên bào sợi bao quy đầu trẻ em cấy lên polygratin, tác dụng đó là nguyên bào sợi sản xuất chất nền trung bì collagen, các tế bào protein ngoại bào, yếu tố tăng trưởng, che phủ và thúc đẩy liền vết thương.
Vật liệu này thường dùng để điều trị vết thương và vết loét lâu liền, điều trị sâu kết hợp da mắc mắc lưới Intergraft. Đây là cái vật liệu hai lớp collagen bò tạo nên cái nền tảng trung bì, lớp silicon mỏng tương đương với lớp biểu bì, và có tác dụng đó là làm chất nền trung bì, tạo điều kiện cho nguyên bào sợi, đặc thực bào, liêm phô bào, mạch máu, cái vùng lân cận nó sẽ xâm nhập vết thương. Lớp silicon sẽ ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập và chống mất nước. Vật liệu này dùng để điều trị vết bỏng sau khi mà bị hoại tử, ghép trung bì không không tế bào. Đây là cái phương pháp ghép mà là phần tử da tử thi đã được xử lý để loại bỏ cái tế bào, giữ lại cái phần trung bì, có tác dụng là thay thế trung bì, duy trì khả năng sống của mảnh da ghép tự thân. Allograft, đây là vật liệu tương đương da người. Vật liệu này gồm có hai lớp, lớp collagen bò loại 1, nguyên bào sợi. Đấy. Các tế bào được tách ra từ da bao quy đầu của trẻ sơ sinh, có tác dụng tương đương với da người về chuyên sinh hóa, tỷ lệ tế bào sinh sản thì tương đương với da người. Vật liệu thay thế da bằng biểu bì nuôi cấy, đây là cái tế bào sừng tự thân được nuôi cấy trong cái mẫu sinh thiết của bệnh nhân, và sau 2-3 tuần thì có thể ghép cho bệnh nhân. Đánh giá thì chúng ta có thể đánh giá như sau. Đây là cái bảng đánh giá mà chúng ta lưu ý để chúng ta phân biệt được cái ưu nhược điểm của nó. Đối với da thay thế thì việc chế biến các thành phần phi collagen và phi tế bào giúp giảm các thành phần kháng nguyên và không gây đáp ứng miễn dịch, với vật liệu ghép, thành công trong việc tái tạo vết bỏng dày ở ở mặt da. Vật liệu thay thế tổng hợp, chúng ta xem lại cái một lần nữa cái bảng đánh giá này có những cái ưu và những cái nhược điểm gì. Lớp biểu bì thì biểu bì thay thế thì nó sẽ dễ gây ra phồng rộp sau khi ghép, cần thời gian dài, đúng không? Da thay thế thì nó có cái nhược điểm, đó là sự tồn tại của collagen từ bò có tính kháng nguyên và nguy cơ nhiễm bệnh cao, cần 3 tuần để mô da ghép tự thân sẽ trải rộng, lớp lưới ni lông sẽ không có tính phân hủy sinh học. Vật liệu thay thế tổng hợp thì nó có nhược điểm là không nhằm mục đích là sử dụng để thay thế da vĩnh viễn, và một cái nhược điểm chung của tất cả những cái này đó là một bất lợi lớn của vật liệu tổng hợp, đó là thiếu khả năng thu nhận tín hiệu từ tế bào. Đó là tất cả những cái vấn đề về vật liệu y sinh da trong chúng ta, trong vấn đề cái ghép da. Và bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại bạn ở buổi học tiếp theo.